Bữa nay là 23, coi nhà 16, 17, 18, 19, 20, mốt 23, được 8 ngày. Cách đi lần thứ hai các bạn. Hôm nay anh ra ngoài đến quán trung tâm này mua ít sữa với cà phê. Giờ này cũng 12 giờ đó, vắng vẻ. Đi mua đồ mà các bạn thấy không? Nghe thông báo liên tục. Mời đồng bào đồng chí và các bạn nghe công văn số 3134 trên UBNGTH ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết theo nguyên tắc tại chỉ thị số 16 trên CTTTG. Hiện nay, qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn thành phố Phan Thiết vẫn còn phát sinh nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong khu cách ly và khu phong tỏa. Để thực hiện bằng được mục tiêu sớm bóc tách F0 kịp thời ra khỏi cộng đồng, khống chế, xử lý dứt điểm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tại công văn số 224 trên UBNDIT ngày 21 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất: 1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2021 theo nguyên tắc tại chỉ thị số 16 trên CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 2834 trên UBND KGVXNV ngày 31 tháng 7 năm 2021, thông báo số 173 trên TB UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021, công văn số 3013 trên UBND TH ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thông báo số 176 trên TB UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, không để người dân chủ quan, lơ là, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tập trung triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đầy đủ và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã ban hành để sớm khoanh định rõ khu vực vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ và xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các vùng xanh sau khi được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, phương án giãn cách cụ thể cho từng khu vực, phường, xã sau ngày 31 tháng 8 năm 2021. Tới quán rồi. Đây chú... hai lốc sữa của cá Hà Lan với một hộp cà phê sữa đá. Có trứng vịt không con? Dạ. Có trứng vịt không? Có, 4.000 trứng. Để coi còn tiền bao nhiêu thì lấy luôn. Bây giờ lấy trước mắt hả chú, lấy hai cái lốc sữa của cá Hà Lan này, rồi một hộp cà phê sữa đá. Lấy một miếng muối hột chị. Nhưng mà đường phố vắng vẻ. Quán này là quán ở khu phố. Thỉnh thoảng bà con ở gần đây thì cũng ghé lại đây mua thôi, chứ không có đi qua chợ. Qua chợ là nguy hiểm đó. Đa số là ở chợ thì tập trung đông, cho nên là ai đi chợ là dính rồi đem về nhà. À, con lấy được chưa? Cái đó bao nhiêu rồi con? 95.000. Còn trứng là bao nhiêu một trứng? 4.000 trứng. Để chú coi tiền coi. Hả? Dạ còn trứng không? À chú. Rồi tiền chú để. Đây con kiểm tra lại. Vì là chốt ở phường Phú Trinh mình là chủ khu phố 11 này là ra đâu có chốt nữa con? Đinh Trấn Hưng hả con? Con ở chốt Trấn Hưng hả? Còn ở chỗ cái 01 của Nguyễn Hội có không? Dạ có chốt chỗ đồn á, chỗ chợ đồn á. Dạ chỗ chợ đồn mình á, chợ đồn á vẫn có hả? Ở trên đây còn đường Hội đây chú.
Vậy là chốt đều hết. Thôi bây giờ xong công việc, bây giờ về. Xe đi tải hàng. Chào các bạn, mình đi về nhé. Hướng về Đặng Văn Ngữ, đường Đặng Văn Ngữ về nhà mình. Chạy. Anh thấy xe là anh chạy rồi. Su Su đã đón mình, thấy xe chạy. Lấy xe, nghe xe. Rồi, về tới nhà. Để cửa hé. Rồi, xong. Đây, qua.